trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thiên tai cực đoan khó lường, hàng năm Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long An đã chủ động tham bưu Quỹ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành các cấp chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, đồng thời dành kinh phí thỏa đáng để đầu tư công trình phòng chống hạn mặn. Theo đó, công tác dự báo cảnh báo sớm thiên tai trên địa bàn tỉnh được thực hiện tương đối tốt chủ động tăng cường công tác dự báo cảnh báo thông qua việc phát bản tin dự báo cảnh báo thời tiết thủy văn thiên tai riêng cho khu vực tỉnh và nâng cấp bổ sung trạm quan trắc khí tượng thủy văn. bên cạnh đó tỉnh còn quan tâm đầu tư nâng cấp công trình thủy lợi có xem xét đến yếu tố phòng chống thiên tai từ nguồn vốn chống hạn do trung ương hỗ trợ từ quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn vốn khác tỉnh đã chủ động thực hiện đầu tư nạo giá các tuyến kênh rạch nội đồng tạo không gian trữ nước. Xây dựng các trạm bơm điện để phục vụ chuyển nước ngọt dòng hệ thống thủy lợi, đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa hạn hán xâm nhập mặn. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã đầu tư trên 194 tỷ đồng cho các công trình phục vụ chống hạn, thiếu nước xâm nhập mặn, góp phần đảm bảo sản xuất cho nhân dân.